rất là xúc động vì là được về nhà của mình và là người con của quê hương Na Rì Bắc Cạn. Mặc dù ở xa, gọi là xa nhà ngoại, chứ còn bây giờ lấy chồng theo chồng thì Bắc Ninh chính là quê hương của mình. Và không bao giờ quên được những lời xu, lời then, tiếng si, tiếng lượn của Bắc Cạn quê mình. Và hôm nay rất là xúc động Mỹ Hồng về được tham dự cái đại hội của Bắc Cạn. Và trước khi vào chương trình biểu diễn, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc và chúc đại hội thành công, rực rỡ. Bài hát đầu tiên Mỹ Hồng xin gửi tới quý vị khách quý là đó là bài hát Lập Xuân đặt lời Nông Viết Toại. Thank you.